Tôi bắn keo, một cái áo chì, một chiếc con ta, đây một chiếc con ta, một cái kéo, những cái cây bút màu nước như thế này để lát mình trang trí thêm, và một cái thước kẻ. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị hai tờ giấy màu, mình có màu hồng và màu vàng. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu vàng này trước nha. Đối với cái tờ giấy màu vàng này, bây giờ mình sẽ dùng cái Canva này. Mình sẽ xoay ra đây một hình tròn. Mình sẽ xoay ra đây là ba hình tròn có bán kính là 5cm nhé. Ba hình nha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt ba hình này ra. Cái thứ hai này, cái thứ ba nha. Sau khi mình cắt xong, mình sẽ dùng bút chì để vẽ hoa ra đây nha. Mình sẽ vẽ làm bông hoa tám cánh. Cái thứ hai nha.
trái hình tròn thứ ba nha. Rồi mình sẽ dùng cái bút màu đen để tô lại nha. Thứ hai này.